Hello cả nhà, giống là Thái à, em mới xử lý à, ANS à, thuốc nấm à, khuẩn sáng nay rồi các bạn. Yeah. À, em mới xử lý à, sáng nay thuốc nấm ANS. Đây các bạn này, bên này vẫn còn ướt rồi, dưới này vẫn còn ướt đây. À, em phun chùm hết các bạn, em phun chùm hết toàn bộ để cho nó vừa ngấm vào thân cành lá mà nó vừa ngấm vào cái bộ rễ và những cái vết cắt này luôn thì đây là giống là thái ra vàng trước tiên vào video này thì trao đổi các bác này em vừa ấy mới bị một anh ở lạng sơn Đấy. anh ấy gọi điện anh ấy bảo gửi cho anh ấy 10 cây thôi Đấy. 10 cây ở lạng sơn là để trồng để lấy trái ăn thôi Đấy. thì em có gửi ra nhưng mà không hiểu lý do gì mà em gọi đến gần hai chục cuộc gọi mà cũng không nghe ừ. máy cũng như là các anh chị em bưu điện ấy thì qua đây cũng em cũng xin cảm ơn là mấy anh chị em bưu điện ở ở khu vực cái gì hòa thắng hữu lũng lạng sơn đấy, cũng rất là nhiệt tình đấy. thì về đến đấy xong rồi em có lưu lại ba ngày vị trí là bảy ngày về đây quay về đến đây bốn ngày nữa thậm chí vậy vị trí là 11 ngày các bạn 11 ngày cái cây na này của em ở trong cái thùng này đâm ra nó nảy trồi luôn này đâm trồi luôn Đấy. các bác biết là khí hậu rất là nóng nên là cái cây này gần như là sẽ hỏng các bác này đâm trồi này. đâm trồi ở trong nó đâm trồi ra bông luôn này đó này đây đâm trồi này. nó không quanh nắng mặt trời hay nó nằm trong cái thùng nó rất là nóng em thì cũng không không công bố tên với cả địa chỉ cụ thể nữa làm gì tại vì không có nhu cầu thì thôi nhưng mà em cũng qua đây em cũng trao đổi để cái anh ở Lạng Sơn nếu có xem video này thì thật sự nếu mà chúng ta không muốn nhận nữa thì chúng ta cũng nên nói một câu để cho em quay đầu luôn cái cây của em cho nó nhanh chứ để chờ đợi lưu lại hai ba ngày để liên hệ với người nhận sợ là có cái việc gì á em sợ là cái người nhận ấy có cái việc gì đó người ta bận hoặc người ta ốm đau gì đó người ta không không bắt máy được ngày hôm nay đúng không thì người hôm sau người ta sẽ gọi lại tuy nhiên thì để tận 3 ngày cũng không thấy gọi Đấy. mà em gọi liên tục em vẫn biết này là là, 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 có chuông có nhận máy nhưng mà nhất định không nghe máy nữa Đấy. thì qua đây thì cũng trao đổi các bác là cái vấn đề cây giống á khi mình chuyển các bác tại sao em yêu cầu các bác là cứ phải đặt cọc trước cho em một ít để xác định mình lấy cây chứ còn đúng là chót nưỡi đầu môi đúng không nói là em là người đàng hoàng không có bom hàng đâu yên tâm đi cứ gửi đi đúng không Đấy, đến khi em gửi thì về đến nơi thì lại điện thoại không không thèm bắt máy Đấy, lấy hay không lấy cũng không bảo không nói gì Đấy. nên là thật sự các bác là nó rất là khó thật sự là rất là khó chịu chứ không phải là là, là gì đâu Đấy, 10 cây na thì nó không đáng bao nhiêu nhưng mà cái công sức chuyển từ đây đóng gói đóng hàng đây Đấy, đóng một cái thùng rất là đẹp, rất là đẹp đúng không xong rồi bọc kỹ từng cây xong là chuyển về đến tận nạng sơn Đấy, mất cả thùng rồi tiền cước vận chuyển các thứ, đấy. rồi ra đến nơi rồi anh em xúc uh, giao hàng, ấy. Đấy. gọi điện rồi vận chuyển về đến tận bưu điện của xã luôn, đấy. gọi chỉ việc là có nhà không để giao thôi cũng không bắt máy, đấy nên là nó rất khó nên một lại lộn ngược lại từ Lạng Sơn về lại trong em thì thật sự quãng đường quá xa, hơn một ngàn cây số, à. nó khô quá mà. Đấy, nên là nó mất rất nhiều công sức các thứ. thì qua đây em cũng nói luôn là nếu mà các bác nào có cái có cái thật sự là muốn trồng, đấy, thật sự muốn trồng mà thật sự muốn đặt giống thì các bác hãng hãng, hãng đặt giống nhé. không chỉ riêng em đâu, còn rất nhiều những anh em uh, kinh doanh lĩnh vực cây giống, kinh doanh các sản phẩm khác, đấy, thì mũ uh, uh, cũng muốn là cung cấp được cái giống tốt nhất cho người chồng đến tay người chồng đúng không Đấy. còn uh, ngoài cái vấn đề cung cấp giống còn cái sự tin tưởng còn sự trao đổi rồi sau này còn cái vấn đề liên lạc với nhau để hướng dẫn nhau làm nữa Đấy. nhưng mà nhiều bác thì rất là buồn ý thức rất kém rồi các bác như thế Đấy. ý thức rất là kém nên là uh, thôi cái chuyện này thì cũng nhỏ thôi tuy nhiên thì uh, cũng đấy là cái câu chuyện để trao đổi các bác là tại sao nhiều bác đặt số lượng nhiều á là em cứ yêu cầu các bác phải cọc tiền đấy. Nếu không cọc tiền thì đôi khi có những bác chỉ cứ đệ, cứ cứ gửi đi cứ gửi đi thì cứ gửi đi xong gửi đến nơi thì lại vì một lý do nào đấy lại không xuất hiện luôn không sủi tam luôn này. gọi là dân người ta gọi là được gọi tắt là, gọi là, gọi, là gọi là không không sủi tam ấy. thì cây giống nào này, này rất là đẹp các bác thấy không đấy. giống rất là đẹp này các bác nhìn này cây to đều đấy, rất chắc chắn này. đẹp tuyệt vời không này. Đấy và thấy cái giống này Đó. rất tuyệt vời đúng không Đấy. thì câu chuyện hôm nay là ngoài vấn đề em bức xúc một tí về cái chỗ mà anh có một cái anh thôi Nói chung là em cung cấp giống rất nhiều nhưng mà rất ít khi có người này này này, này đặt rồi xong đến nó không lấy đúng không điện thoại không nghe máy có những trường hợp mà gọi ra nơi mà người ta nói là thôi chú ơi thông cảm nhé Nếu ra đây thì tôi không nhận chú thông cảm thì tôi gửi cái tiền cước để quay đầu luôn thì nó nhanh thậm chí em không cần người ta trả tiền cước được Đấy. nhưng mà có ít nhiều cũng nói được một câu Đấy. ít nhiều cũng nói được một câu để thông cảm cho nhau Đấy. chứ ẩn mất tâm mất dạng luôn không dám bắt máy thì thật sự là nó cũng khó lắm thì uh, nhiều bác hỏi em là cái ta này là thái này, này trồng thì bao lâu có trái Đấy. kích thước trồng là như thế nào Đấy. thì qua đây video này em sẽ giải thích cho các bác hai cái vấn đề như thế thì trao đổi các bác là na thái này ra vàng Đấy. khi chuyển các bác về tầm khoảng 4 năm ngày sau đông trồi này nọc đúng không các bác mang trồng hoặc để có khoảng 10 15 phân các bác trồng chăm sóc bình thường Đấy. với tốc độ bình thường đất bình thường Đấy. Thì trong sau 12 tháng, là sau 1 năm các bác nhé, 1 năm là phải 12 tháng đấy. Chứ nhiều bác thì trồng có 3-4 tháng hết năm rồi bảo này bảo 1 năm có trái không phải đâu. Sau 12 tháng là bắt đầu chúng ta sẽ cắt cành, tạo tán để làm trái Đấy. nhưng mà trước khi cắt cành tạo tán làm trái cái đợt tháng 12 đó sau 12 tháng ấy, thì chúng ta sẽ cắt cho nó trước đó nha các bác nhé trước đó từ 2 đến 3 lần để tạo tán và lấy lấy nhánh để cho cây nó thấp xuống đúng không Đấy. ví dụ sau khi các bác trồng này trong khoảng 2 tháng sau đến 3 tháng sau nhánh của nó sẽ dài được khoảng từ 30 đến 40 phân Đấy. chuyển lá về bánh tẻ thì các bác sẽ cắt ngang cái chỗ cái nhánh đó Đấy để tiếp tục cho mỗi nhanh đó từ ra đến hai ba chồi tiếp hai ba chồi thì tiếp tục sau khoảng hai ba tháng tiếp theo thì các bác lại tiếp tục các bác cắt tiếp cho em một lần nữa Đấy. rồi sau 3 đến 4 tháng sau các bác cắt tiếp cho em một lần nữa vậy là vị trí là đến khi tháng 12 tháng thì các bác sẽ cắt để làm trái cũng là lần thứ tư đúng không cắt cành làm trái khi đó cây của mình nó rất là đẹp nó xòe rất là đẹp mà nó nó nhiều nhánh để mang trái các bác nhiều nhánh để mang trái Đấy. Để em dùng nhỏ nhỏ cho bác quan sát hết đấy. thì uh, chúng ta sẽ uh, sau 12 tháng đấy. câu chuyện là sau 12 tháng là bắt đầu chúng ta sẽ cắt cành Thì với Na Thái khi chúng ta cắt cành tuốt lá thì nó sẽ đâm chồi đâm chồi ra đầu ra hoa đấy. Ra hoa đậu trái lên đây. đấy. Thì sau khi ra hoa đậu trái thì chúng ta 5 tháng sau chúng ta sẽ có trái để thu hoạch. Đấy. Nha. Từ khi cắt cành đến khi thu hoạch trái. vào tùy theo mùa, ví dụ mùa nắng nóng thì tầm khoảng 4 tháng 20 ngày. Đấy. còn mùa lạnh thì có thể nó kéo dài hơn được 5 tháng 10 ngày hoặc có thể là 5 tháng nhé từ khi cắt cành đến khi thu hoạch đấy. là cái câu chuyện là chúng ta cắt cành à, để làm trái sau 12 tháng là thời điểm từ khi trồng đến khi nhiều bác thắc mắc cái này lắm nhiều bác thắc mắc là, là không biết là trồng cái này thì bao lâu có thể làm trái được đấy. thì cứ nói với các bác biết là là sau một năm nhé sau một năm đấy. còn về khoảng cách trồng thì cũng tùy theo các bác nhé đấy, tùy theo Ví dụ như là đất xấu, em có nói là ví dụ đất xấu, đất sỏi, đất pha cát, đất sỏi. Đấy. Thì chúng ta trồng 3m nhân 3m. Đấy. Nếu mà đất đồi, đất dốc. Đấy, thì chúng ta có thể chúng ta trồng mét m nhân 3m hoặc là 3m nhân 3m nếu mà độ dốc của nó tầm ở khoảng 30 đến 45 độ. Đấy. Độ dốc tương đối cao đấy. Còn nếu mà trung bình cái đất hơi thoải thoải, đấy. Mà đất đẹp thì các bác lên trồng với khoảng cách là 3m nhân 4m. Đấy. Thì à, em thấy 3m nhân 4m là các bác ở dưới các cái tỉnh phía 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 Nam ấy là hay trồng. Rồi, rồi các tỉnh Tây Nguyên. Rồi các tỉnh Nâm Đồng như Đắk Nông là hay trồng 3m nhân 4m tại đất rất là tốt. Đấy. hàng cách hàng 4m, cây cách cây 3m. Đấy. chúng ta trồng như thế. Sau này chúng ta làm rất là thấp thôi. Đấy. nhiều bác hỏi em là tôi thấy cái nào người ta làm cao lắm, cao 4 5m ấy. Thì trồng như thế thì quá dày không Thì với cái cách làm mới bây giờ thì các bác đừng có làm cao Đấy. Cái này là khi em cắt dài này thôi Nhưng khi em chuyển đi em sẽ cắt thêm một mắt nữa nhé Mắt nữa Đấy. Để cây của nó đảm bảo tầm khoảng 40 phân thôi 35-40 phân thôi Đấy. Thì các bác đừng có làm cao là khi mà Gió bão này Rồi uh, Những cái cơn lốc này Rồi quá trình chúng ta phun thuốc này uh, Bọc trái này Rồi thu hoạch nếu các bác làm cao nó rất là mất công và nó ảnh hưởng đến cái cái cái, cái năng suất các bác nhé thì các bác làm thấp thôi làm chỉ cao bằng đầu của mình thôi Đấy. hoặc cao nhích hơn cái đầu người của mình một tí ví dụ như là em cao một m bảy thì chúng ta có thể ca làm hai m quay đầu hai m quay đầu Đấy. chiều cao của cái nào chúng ta chỉ làm hai m quay đầu thôi Đấy. thì như thế thì chúng ta sẽ quản lý được thứ nhất là các loại côn trùng chích hút Hai nữa là gió bão không sợ nó bị toạc cây. Đúng không? Rồi trái của nó đo đeo trên cây rất là to. Đấy, chúng ta bọc lại. Cành nó đeo trái rất nặng. Nếu chúng ta để cao quá là gió bão nó nó quăng quật. Rồi nó sẽ bị xước thân. Đấy, gãy cành. Rồi trái của nó đập qua đập lại. Nó sẽ rất là xấu mã. Nên là chúng ta làm thấp 2 mét đổ xuống. Đấy, như thế là hiệu quả nhất các bác nhé. Hiệu quả nhất. Đấy. Còn đây là cây giống na thái ra vàng. Em... Đang chuẩn bị, mới sáng nay mới xử lý uh, nấm xong Đây, xử lý nấm xong Đây, đây, còn đang nước, còn đang ướt trong này. Thì đến uh, mai bắt đầu em sẽ chuyển hàng các bác nhé đây, mai, mai là chủ nhật Chiều mai bắt đầu em sẽ đóng hàng em chuyển đi đây. nên là trong dịp tối nay Đến uh, ngày mai, bác nào cần giống đa Thái ra Vàng thì báo luôn Thì ngày mai em sẽ đóng hàng em chuyển đi luôn một thể Đây, đây là giống đa Thái ra Vàng, rất đẹp đây. chỗ này là một ngàn cây các bác nhé số lượng này là 1 ngàn cây rất tuyệt vời cây to đều này cây rất là to và đẹp này à, các bạn thấy không này, bộ rễ rất khỏe các bạn nhìn thấy bộ rễ không này. đấy ăn thua nhau là cái bộ rễ này, này. đó nó phải khỏe đấy, trước tiên là phải chuẩn giống đúng giống là thái ra vàng đấy. chuẩn giống là thái ra vàng cái thứ hai là bộ rễ phải khỏe các bạn nhé bộ dễ này, bộ rễ này bộ rễ này rất khỏe các bạn này, cái nứa này bộ rễ rất khỏe, khỏe nhá tuyệt vời luôn các bạn này đấy mà cây rất là to cây to đều luôn và rất là khỏe này này đấy nên là các bác nào cần giống này thì các bác báo sớm này em nói các bác này dễ nó ăn ra này này dễ trắng lên trên mặt luôn này các bác các bác xem đi này này các bác nhìn bộ dễ này này thấy không ừ. đó dễ rất là khỏe nên là chúng ta trồng cái này thì không tỷ lệ không hao hụt là bao nhiêu hết nên là các bác nào cần giống này thì báo sớm đấy ngày mai chiều mai em chuyển đi những có những cái cây nó yếu em lại loại ra tiếp đây những cái cây kia em thấy cảm thấy nó hơi yếu để em loại riêng hết ra rồi Đấy. còn tiếp tục khi nào mà đóng hàng lại tiếp tục lựa lại một lần nữa Đấy. những cây nào yếu là sẽ loại ra Đấy. các bác nên mua giống mới này này chứ đừng mua giống cũ em khuyên các bác lên không không nên mua giống cũ tại vì giống cũ là cái giống người ta bán ế Đấy. người ta bán ế người ta để không bán được hết hàng thì người ta mới vào bầu thì khi đó là cái bộ rễ dưới nó yếu cái thứ hai nữa khi nó vào bầu người ta dùng kích thích rất là nhiều Đấy, dùng kích thích rất là nhiều Đến dẫn đến là để cho nó tạo ra cái rễ mới á, là nó sẽ dễ toàn dễ giả ra dễ nhiều nhưng mà nó rất yếu Đấy, dẫn đến là khi về chúng ta trồng nó không phát triển nó cứ lụi đi nó vàng và nó chết nên đấy cũng là lý do tại sao nhiều bác có nói là tôi mua cái giống rất là đẹp tại sao khi trồng ra nó lại cứ vàng đi rồi nó chết đấy, tại vì người ta dùng kích thích nhiều quá em này em không có dùng kích thích các bạn không để cho nó tự nhiên Đấy. nó cằn cằn một tí cho nó tự nhiên đến lúc các bác về trồng ấy là bén ra dễ ra ra đất cái là nó cứ thế nó phát triển thôi như thế nó mới chuẩn các bạn chứ mình đừng có 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 có, có thích cái dòng cây giống mà nó cứ màn màn nó xanh mơn mở đấy là không lên đâu đấy không 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 lên chúng ta cần cái cây mà nó thật sự hiệu quả chứ chúng ta không cần cái cây đẹp để rồi trồng mà nó không phát triển đúng không đấy. là chúng ta phải đi mua giống chúng ta cũng phải biết để mà tính toán cây này đây cây này nó yếu rồi đây đấy cây này yếu là loại ra luôn có thấy không nhìn là biết mà tại vì đến ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi cây nào nó yếu là biết ngay đấy, cây nào nó yếu là nó lá nó rũ ra là biết liền đấy. rồi bác nào cần giống na thái ra vàng alo cho em số điện thoại là 0959 037 167 đấy, để em sẽ chuyển giống cho các bác để các bác làm ngoài ra thì các bác cứ giữ cái số điện thoại của em để trong quá trình trồng này chăm sóc này cắt tỉa tạo tán làm trái, kể cả sau này là cái túi bọc trái em cũng cung cấp luôn nhé, túi bọc trái em hiện tại giờ em đang cung cấp cho rất nhiều bác làm na thái, làm xoài, làm bưởi, rồi sau này bán trái cần thiết thì cần em hỗ trợ thì cứ alo cho em, Đấy. để chúng ta làm sao đạt cái hiệu quả cao các bạn, Đấy. kể cả bác có mua giống của em hay không mua giống của em thì vẫn trao đổi bình thường nhé, em nói luôn vẫn trao đổi bình thường, quan trọng các bác phải mua đúng giống. Rồi chào các bác nhá. Quá tuyệt vời rồi. Cây rất là to đều đẹp. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái xoài bưởi diện cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment em sẽ gọi lại nha